Xin được chào mừng toàn thể quý anh chị trở lại với bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Với địa chỉ kinh doanh bên em là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội anh chị nha. Và em là Trường, đại diện bán hàng bên Auto 62. Hôm nay sẽ hỗ trợ quý anh chị tham khảo một chiếc xe siêu lướt đang chào bán tại bên Auto 62 anh chị nha. Với chiếc xe hôm nay em Trường lên sóng để anh chị tham khảo là một chiếc xe của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Santa Fe. Với chiếc này của em là bản Premium full xăng cao cấp nhất anh chị nhé. Và xe lăn bánh đúng 1.700.000 km zin, có ngoại thất màu đỏ mận và nội thất là ghế da hai màu. Thì chiếc xe với sơn zin còn đến 97% mà nội thất thì siêu mới, và mọi chi tiết của chiếc xe thì thật sự là không cần phải bàn, với 1.700.000 km thì còn quá là mới luôn anh chị nha. Và cam kết với quý anh chị với chiếc xe này là nguyên zin từ trong ra ngoài, từ máy hay là gầm máy hay tất cả mọi chi tiết của chiếc xe còn là nguyên zin anh chị nha. Mời anh chị cùng em Trường đi một vòng ngoại thất và nội thất và những chi tiết của chiếc xe để anh chị cảm nhận và đánh giá về chiếc xe này trước khi qua bên em Trường lái thử và trải nghiệm thực tế chiếc xe này anh chị nhé. Từ phần ngoại thất của chiếc xe thì với sơn zin, vì vậy sơn rất là đẹp và những chi tiết của chiếc xe còn là nguyên bản mà còn rất là mới. Vì vậy chiếc xe khi anh chị đến xem chiếc xe thì anh chị sẽ cảm nhận được về cái độ mới và cái độ chất lượng của chiếc xe này anh chị nhá. Cam kết với anh chị là xe không khác gì chiếc xe siêu lăn bánh, thật sự là quá thể mới luôn. Khi chủ xe đi rất là dữ, từ những la răng hay là lốp là theo xe này, la răng thì chưa bị chảy xước một chút nhỏ anh chị nhá, cho đến nước sơn thì còn sơn zin 100%, gần 100%. Vì vậy còn mọi cái là còn theo form dáng chứ chưa phải làm lại đâu anh chị nhá, cho đến chi tiết từng gáo gương này vẫn còn là nguyên zin này, chưa tuốt tát lại này, hay là cho đến từ cánh cửa trước, cửa sau hay toàn bộ thì gần như là còn nguyên zin hết anh chị nha. Cũng chỉ xước sát và bên em Trường spa qua một chút thôi. Và với chủ xe này thì cũng đã lên đủ đồ để anh chị trải nghiệm rồi anh chị nhé, như là bọc bước lên xuống này, ốp bọc chống xước này, hay là ốp vân gỗ quanh xe anh chị nha. Và với chi tiết của chiếc xe thì từ ghế da hay là vô lăng hay những phím điều khiển, mọi cái còn là siêu mới luôn anh chị nha. Km zin của chiếc xe đây 1.700.000 km zin và full lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong nhà sản xuất, và ni lông thì còn rất là nhiều chủ xe chưa bóc, cho đến từ hàng ghế thứ hai, từ cánh cửa đi vào cho đến hàng ghế thứ hai thì còn rất mới anh chị nha. Và khi anh chị mở ra thì chúng ta sẽ thấy một mùi da mới rất là thơm anh chị nhá. Và cho đến từ phần hông sâu của chiếc xe đây, nguyên bản nguyên trạng, chưa làm lại, chưa nắn bóp một chút nào, vì vậy rất là mới anh chị nhá. Và rất là vuông vắn từ form dáng, từ những đường cua, hay là ốp được một body kit sâu rồi, rất là đẹp và rất là xịn sò đấy anh chị nhá. Và cho đến từ phần cốp sâu của chiếc xe, mọi cái về nước sơn là còn nguyên zin, vì vậy còn rất là đẹp và rất là mới, rất là ghim gắn anh chị nhá. Cho cốp thì đã được trang bị là cốp điện với bản premium, bản full thì có rất là nhiều những option, những tính năng của chiếc xe được trang bị toàn bộ trên chiếc xe này, từ ốc cabo mọi cái là còn nguyên, từ những hàng đinh bấm đây anh chị hãy quan sát, từ những hàng đinh bấm hay là cho đến từng con ốc thì còn là nguyên anh chị nhá. Và cho đến phần nội thất thì còn rất là mới anh chị nhá. Anh chị hãy cùng em Trường quan sát thật kỹ một chút để đánh giá và trải nghiệm thực tế chiếc xe này từ bên trong ra bên ngoài, hay là cho đến từ hàng ghế thứ ba thì cũng gần như là chưa có người ngồi, và những phụ kiện theo xe của chiếc xe này vẫn còn rất là đầy đủ anh chị nhá. Và cho đến từ gầm xe, lốp xe cua là chưa hạ này, hay là gầm xe thì từ những con ốc nhỏ nhất thì vẫn còn rất là mới anh chị nhá. Đó, với km chỉ hơn 1.000.000 km lăn bánh trên đường thì chiếc xe quả thật là một chiếc xe siêu lướt luôn anh chị nhá. Đó, cho đến từ nội thất về phía bên phụ đây, anh chị hãy quan sát để cảm nhận và đánh giá với từ lốp xe, 4 quả lốp dày như nhau, la răng thì đều chưa bị xước sát một chút nào anh chị nhá. Cho đến từ phần bên phụ của chiếc xe này, một thiết kế mới của nhà sản xuất, thật sự là với chiếc xe này quá là đẹp mà quá là hiện đại luôn anh chị nhá. Nếu anh chị đang quan tâm đến dòng
Hyundai Santa Fe thì đây là một chiếc xe mà có lẽ anh chị không nên bỏ qua chiếc xe này. Mời anh chị qua cửa hàng xem thực tế chiếc xe trước khi anh chị có những quyết định của mình khi xuống tiền anh chị nhé. Và để chi tiết hơn một chút nữa thì em thường mời anh chị đi vào khoang máy của chiếc xe để trải nghiệm toàn bộ chiếc xe này anh chị nhé. Từ cabo đây, cam kết với anh chị là một phân keo chỉ cũng không mất và mọi cái là còn nguyên zin đó, cho đến từ những ốc chân thụt cassette, dấu cassette của nhà máy vẫn còn là nguyên toàn bộ đây anh chị, đây toàn bộ dấu cassette của nhà máy vẫn còn là nguyên anh chị nhé, và còn rất là mới. Và cho đến từ những chi tiết như là chống ồn này, hay là rất là nhiều những chi tiết rất nhỏ của chiếc xe, khoang máy của chiếc xe, nhưng vẫn còn rất là mới anh chị nha. Đó là toàn bộ chi tiết của chiếc xe. Và mời anh chị qua cửa hàng bên em để lái thử và trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Nếu như anh chị quan tâm thì hãy alo cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình, em Trường sẽ hỗ trợ anh chị. Và điều đặc biệt của bên cửa hàng bên em là sẽ có một văn bản cam kết về chất lượng cho quý anh chị, là cam kết xe không bị va chạm, không bị ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái là nguyên bản theo nhà sản xuất, gầm bệ khung gầm là nguyên bản anh chị nha. Và chiếc xe vẫn được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Nếu như quý anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng, bên em đang chào bán chiếc xe này hiện tại với mức giá là 1 tỷ 123 triệu. Nếu như anh chị quan tâm thì alo cho em Trường để có một mức giá linh động hơn một chút anh chị nhé.